Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay Thanh lý cho các bác hai chiếc cục đại công suất. Hôm trước em có review và quay qua thì hiện tại em còn nhiều lắm, phải tầm gần chục con đẩy nữa, các loại nữa. Nhưng mà thôi, cứ quay lần lượt chứ đang một phát nhiều quá thì các bác cũng chả có ưa thích mấy gì đâu, bởi vì chủ đề mà thanh lý giá nó khá tốt thôi chứ không được rẻ hẳn. Thì đầu tiên em giới thiệu các bác nhé, máy từ công suất nhỏ đến công suất lớn nhé. Con này là B3 Norman 2.4, công suất trên 8 ohm là 400W, công suất trên 4 ohm là 600W. Con này các bác ghép với các dòng loa karaoke gia đình Bass 25 30 trở về rất hay, rất hiệu quả và đánh cũng khá là bền bỉ. Đấy, các bác nhé. Con này giá thị trường là 2.2 triệu đến 2.4 triệu. Nay em thanh lý cho các bác là 1.8 triệu bao ship. Đấy thì chuyển khoản hết nhá, chứ không có cọc kiếc gì đâu. Đấy thì chuyển khoản hết đấy. Đấy. Chứ em không có cọc kiếc gì đâu. Máy thì em vẫn thi thoảng em để em test đồ. Con này mà em ghép với các cái dòng như là F18 và F28 bên em đang có sẵn thì hay hết nước chấm luôn. Hay, rất hay luôn. Đấy. Và cục này ACIF CA800, con này trước em bán là vào gần 7 triệu, tức là 6.8 triệu. Thì bây giờ em thanh lý cho các bác là 5.5 triệu bao ship, giá rất rẻ. Bán nỗ, cắt nỗ luôn. Bởi vì con này em thu hồi lại của khách. Bây giờ họ là nên máy nguồn xung, thế là thu hồi thôi. Đấy. Khách bây giờ nên là máy nguồn xung. Máy mạch Class D nguồn xung, hàng mới cứng của Trung Quốc. Thì em sắp tới em cũng lấy một ít các hàng kiểu như thế về em quay review với toàn thể các bác nhé. Hoạt động bình thường, chưa có lỗi nằm gì hết. Tất cả máy này đều được bảo hành cho các bác là 3 tháng lỗi thì các bác cứ gửi về em bảo hành cho. Đấy. Chi phí thì các bác hỗ trợ em cả nhé. Thì cục này 5.5 triệu bao ship. Máy mạch Class TD. Đây, mạch TD đây nhá. Không phải các bác lại nói này nói nọ đâu. Còn cái con B3 thì mạch H rồi. B3 thì chuyên đời mạch Class H rồi. Con này thì mạch TD. Đấy. Con này là nói chung là nó cũng có mấy cái bệnh linh tinh thì anh em cũng xử lý hết rồi. Và giá ngày trước em bán thì rất là cao, 6.8 triệu. Nhưng mà bây giờ bán cho các bác thì bán thu hồi vốn hộ khách thôi, là 5.5 triệu bao ship. Cái phí ship nó chỉ tầm 200.000 thôi, không có nhiều đâu. Máy đây, rất đẹp. Đấy. Sò đây nhá. Sò đây. Đây là diode này, phét này. Đấy. Máy này trước em có nhập được vài chiếc, sau đó thì bán cùng Noa Ray, nhưng mà Noa Ray là khách không lấy đẩy, thế là lại bớt ra được có vài con. Thì nói chung là máy mặt mũi nó còn khá là đẹp nhá. Nhìn mặt ngoài thì hình thức còn khá là ok, nhà B3 này nhìn hình thức nó còn rất là tuyệt vời. Còn ACIF thì mặt của nó có hơi bị chảy xước một tí tí, các cái điểm linh tinh này chúng ta có thể bỏ qua được không ạ. Đấy. Ok. Máy này thì nếu như các bác nào lấy thì em sẽ vệ sinh sạch đẹp cho các bác, thì lát nữa là sẽ vệ sinh luôn chứ không để là xấu đâu. Máy là cho các bác test thử thoải mái, test thử ok thì thanh toán, ok thanh toán thôi. Tốt nhất là cứ nhận con này là các bác nào lấy là cọc trước 500 nhá, chốt giá đấy. Còn con này là các bác nào lấy là cọc trước 200 nhá. Đấy. Tức là cho các bác test thử thoải mái, test thử trong vòng 1 tiếng 2 tiếng thôi để anh em nhân viên bên bưu điện Viettel ấy họ còn đi giao đơn khác. Chứ cái đơn này họ nãy được có gọi là mấy nghìn tiền công mới chờ đợi mới vận chuyển, gọi là mấy nghìn tiền lãi công giao hàng, hay là 20-30 nghìn. Thế là các bác lại còn đòi test một ngày nữa thì họ sẽ không chấp nhận đâu. Còn bên em thì hỗ trợ bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng, lỗi thì bên em vẫn sẽ có bảo hành cho các bác. Bởi vì hàng bãi thì là nhiều con nó bị bụi bẩn này này, lát nữa là máy móc sẽ xịt bằng sạch đi. Đấy, vệ sinh. Đây là mặt sau nhá. Con này thì nó đời này nó lại như này này. Thường thường ý, mặt trước kia là kênh A, bên cạnh này là kênh B. Đấy, hai quanh đúng hai bên đúng không? Thì con này nó lại ngược đời, cái là bên này kênh B này, cái này kênh A này. Đấy. Không nhiều các bác nữa nó cũng cứ hỏi. Đây cái con này cũng tương tự như thế. Đấy. Con này là mặt trước bên vế bên này là kênh A, thì đằng sau này nó phải ghi là A nhưng đây nó ghi là B. Đấy, xong nó bên B nó ghi là A, không hiểu hai cái đời này nó kiểu gì. Đấy, model đây. 400W trên 8 ohm, 4 ohm là 650W, à 650 x 600.
Thì con này là máy là 800W trên 8 nhá. 4 ohm thì nó vào tầm 1200W trên 4 ohm. Chuyên dùng đánh la ray hoặc đánh full ram, đánh ngon lời, rất là ok. Còn bí quá thì các bác có thể đánh được súp. Con này có thể đánh được súp đơn 40, tối đa là súp đơn 40 tới 200, tức là 800W trên 8 ohm đánh súp thì có thể đánh được. Đấy, súp 40 đánh được, còn súp 50 thì không chắc đâu. Không ưu tiên để đánh súp 50. Thực ra con đẩy này em ngày trước em có cho gồng hết cỡ nên đánh súp kép 50. Thì thấy nó đánh cũng đánh được đấy, nhưng mà không được căng và đảm bảo là máy nó sẽ không được bền lắm. Khi mà các bác cố thì gồng hết cỡ nên để đánh như thế nó rất là hại máy. Con nào cũng thế thôi, kể cả con đẩy này ngày trước cái thời mà cách đây tầm 4 5 tháng ấy, đợt em bán chạy súp kép ấy, em từng dã một kênh đánh quả súp kép và một kênh đánh một chiếc full ram. Mà các bác nghe còn các bác còn chấp nhận, các bác còn bỏ tiền ra mua thì chứng tỏ những loại máy này nó thật sự nó rất là bền. Những cái đồ này là để lâu nhìn ngứa mắt thì đăng lên thanh lý, gọi là cho các bác có một vài cơ hội mua được cái hàng giá nó rẻ thôi. Chứ còn thực tế ra thanh lý này lỗ nhiều lắm. Lỗ trung bình mỗi con bên em bán và thu hồi lại cho khách để đỡ mang tiếng, mỗi con gánh này tầm 500-800 nghìn hoặc 1-2 triệu cho một con. Thực tế mà nói là nó có, nhưng mà nó không có. Lấy cái nãi nọ bù sang cái nãi kia thôi. Bây giờ khách người ta nên đẩy nguồn xung thì là thu hồi lại thì phải bù lỗ, trừ phần trăm đi, nó là như thế. Máy thì nó không có quá hẳn đẹp đâu, tình trạng chỉ như này thôi. Thì bây giờ em sẽ cắm máy hơi vào, xịt vệ sinh, rồi là sau đó là các bác nào chốt đơn chuyển khoản nhá. Cọc trước con này ít nhất là 500 này, con này ít nhất là 200. Ok, thì bây giờ em sẽ vệ sinh và các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.